Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì bây giờ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà đang rất tăng cao, mà chi phí để đầu tư cho tất cả các sản phẩm thì theo như mình thấy là hơi cao cao một chút. Vậy thì trong một mức đầu tư không quá lớn thì chúng ta sẽ có những cái combo giống như nào? Ví dụ như mình đang có ở đây là một mẫu mini PC NUC, thì đây là một trong những mẫu mini PC có mức giá phải nói là cực kỳ rẻ ấy. Mức giá sẽ trải đều ở tất cả các phân khúc. Thì đối với mẫu mini PC thì chúng ta sẽ có những cái nhu cầu chính. Nếu như bạn đang cần học tập và làm việc, các bạn có thể để ở trong phòng làm việc để có thể sử dụng như một mẫu PC thông thường. Và khi mà học tập và làm việc xong, hoặc chúng ta đã không có nhu cầu gọi là để làm việc nữa, chúng ta có thể mang ra ngoài phòng khách, cắm vào TV để biến một chiếc TV thông thường trở thành một chiếc Smart TV. Thì đây chính là hai công dụng mà mình thấy là cực kỳ tuyệt vời dành cho các mẫu mini PC, bởi vì nó cực kỳ bé luôn, nó kiểu to hơn bàn tay của mình một chút. Tiếp theo nữa, đó chính là về phần bảo mật trong ngôi nhà. Bảo mật trong ngôi nhà, các bạn sẽ có những cái mẫu camera. Thì rẻ nhất ở đây mình đang có một mẫu Q2 có mức giá chỉ vài trăm nghìn thôi, 400-500 nghìn gì đấy. Và một mẫu camera nữa, đây là mẫu camera 360. Thì mức giá của mẫu camera này, nói chung là hai mẫu camera này chỉ chênh nhau khoảng chừng 100-200 nghìn gì đấy. Và hai mẫu camera này sẽ là hai mẫu camera tới từ Imo và Dahua. Lý do được mình lựa chọn đó chính là hai mẫu camera này được quản lý qua phần mềm rất tốt. Và mặc dù đây là hai sản phẩm có liên quan với nhau nhé, nhưng mà tại sao mình nói là combo? Đó chính là mình có thể biến được hai cái mẫu camera này trở thành webcam tạm thời, thì chúng ta sẽ không phải mua thêm một cái webcam nữa để phòng cái trường hợp mà chúng ta không cần học tập và làm việc tại nhà nữa, thì coi như webcam ấy bỏ. Nếu như chúng ta tận dụng lại được thì chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản chi phí có thể khoảng 1 triệu đồng đấy. Đây là một khoản chi phí tương đối tốt nếu như so với cái bộ combo này. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setup biến hai cái mẫu camera IMO hay là camera Dahua trở thành một chiếc webcam trên cái mẫu mini PC này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu các bước hướng dẫn. Thì bước đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ các cái phần mềm cũng như là lưu cho mình được cái những thông tin mình để ngay góc trái của màn hình ở trên cùng. Thì ở đây sẽ bao gồm 3 thông tin chính, bao gồm là safety code, ID camera và một dòng lệnh nữa. Thì safety code các bạn sẽ có được ở ngay dưới phần camera. Thì IP camera chúng ta sẽ dùng phần mềm để check, và cái dòng bên dưới, cái dòng thứ 3 là dòng admin. Thì một chút nữa thì mình sẽ nói rõ tác dụng của cái dòng này. Chuyển sang bước thứ 2, các bạn sẽ download cho mình đến các cái bộ dụng cụ bạn cần thiết. Thì bộ công cụ cần thiết thì cần thiết nhất sẽ là config tool để các bạn có thể lấy được IP của camera, cũng như giúp các bạn đổi được cái IP tĩnh của camera. Bên dưới sẽ là phần mềm Xsplit Broadcaster. Thì đây sẽ là phần mềm làm cầu nối cho các bạn. Phần mềm sẽ giúp cho bạn làm cầu nối để các bạn kết nối camera để chuyển đổi thành webcam. Nếu bạn nào kiểu lo lắng đây có phải là một phần mềm ngon lành hay không, thì đây là một phần mềm rất nổi tiếng, anh em yên tâm. Và sang bộ công cụ khác của phần mềm, đó là phần mềm Zoom và Skype. Thì đây là hai cái dùng để họp trực tuyến và làm việc chính hiện tại. Thì Zalo hiện tại thì vẫn chưa hỗ trợ đâu nhé, Facebook cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên thì mình sẽ khởi động phần mềm Config Tool lên. Thông thường thì nếu như các bạn nào mà đã có camera rồi thì chỉ cần một lần kết nối thôi, camera sẽ hiện ngay ra trước mặt. Tuy nhiên nếu như không hiện thì sao? Không hiện chúng ta sẽ nhập cái dòng safety code này. Đấy, đây mình sẽ giả dụ là không nhập nhé. Thì khi bạn bấm vào cái mục set source setting đây, sẽ ra rất nhiều các thông số. Các bạn sẽ bỏ qua thông số ID và chú ý cho mình cái phần password. Password này thì các bạn paste cái phần safety code vào và ok. Thì khi đấy chắc chắn sẽ hiện ra được cái phần camera các bạn. Thì các bạn sẽ lấy cái IP, đây cái IP camera, sẽ dựa vào cái IP có sẵn ở đây. Tuy nhiên thì nếu như bạn nào là một người biết nhiều về IP mạng thì có thể tùy chỉnh sâu. Thế nhưng mình sẽ chỉ hướng dẫn cơ bản thôi, là các bạn lấy luôn IP này. Mình sẽ nhập IP là 192.168.1.23. Rồi, thì sau đấy chúng ta sẽ tới cái dòng bên dưới đây. Thì các bạn thay cái safety code này vào đây. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, bỏ luôn cả cái phần dấu ngoặc vuông ấy nữa. Dấu ngoặc vuông để mình để vào để giúp cho các bạn dễ thấy thôi. Đấy, chúng ta sẽ điền vào. Đây, điền vào phần IP camera này. Đấy, mình sẽ bôi lên luôn. Đó. Đấy, và chúng ta đã có được cái dòng admin này. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái phần mềm này xuống và chúng ta sẽ khởi động phần mềm Xsplit Broadcaster lên. Thì đối với phần mềm này thì những streamer nổi tiếng nước ngoài họ thường xuyên sử dụng, sẽ nổi tiếng hơn OBS. OBS thì nổi tiếng ở Việt Nam thôi. Thì mình đã có thử qua OBS thì thấy chưa hỗ trợ được. Đây, các bạn thể nhìn thấy đây. Đây là phần update lên để các bạn có được nhiều tính năng hơn này, có được nhiều cái support tốt hơn và giá $5. Bạn nào thích miễn phí thì continue without updating. Đó. Và đây chúng ta đây là giao diện của Xsplit. Thì các bạn sẽ phải tạo ra một cái nguồn, thì đây là Adsorg này.
Đấy, và đây các bạn hãy nhìn đến mục stream. Mục stream này thì IP camera, thì IP camera này sẽ giúp cho các bạn khởi động được cái webcam các bạn lên. Đây, bây giờ cái dòng admin mà nãy mình sửa xong, mình copy xong đó, mình sẽ paste vào đây và ok thì sẽ mất một lúc đấy, tức là sau khi bạn paste xong sẽ hiện ra mọi thứ, hiện ra trước mặt và các bạn đang nhìn thấy là mình đang nhìn thẳng vào bên phía camera rồi đó. Và sau khi đấy thì các bạn chuột phải vào để các bạn tùy chỉnh các cái sâu hơn. Nếu như bạn nào có mic rồi thì các bạn nên tắt cái phần mic của cái camera đi để không bị lập tiếng, còn nếu chưa thì có thể giữ lại. Tiếp theo nữa, liên quan tới các cái phần hình ảnh, đây các bạn có thể xoay người theo các hướng sao cho phù hợp nhất, thì tùy từng phần mềm thôi. Đó, rồi chúng ta sẽ tắt phần mềm này xuống. Chúng ta sẽ chuyển sang khi mà các bạn đã khởi động, các bạn đã add được rồi thì các bạn sẽ khởi động zoom lên. Đấy, khi mà khởi động zoom, đây cái giao diện của zoom rồi. Và mình sẽ tạo một buổi meeting mới. Và đây, đây là nhận luôn. Đây các bạn nhìn thấy, đây là mọi thứ là gần như là nhận luôn rồi. Đó. Mọi thứ rất dễ thôi. Và nếu như không nhận luôn thì các bạn vào khu vực stop video này, đấy các bạn click vào thì đây sẽ có cho tùy chọn rất nhiều cái video setting này và hiện ra explicit broadcaster này. Đó rồi. Đấy, đây là phần mềm zoom. Phần zoom, rồi chúng ta sẽ sang một phần mềm khác là Skype. Thì với phần Skype thì chúng ta sẽ cài đặt ở trong cái mục đây, cái mục dấu ba chấm này, và click vào. Và phần setting thì trong phần setting là audio và video đó. Và trong cái phần Skype đây cũng auto hiện ra luôn. Đây là hoàn toàn auto luôn nhá. Và nếu như các bạn muốn được auto như này thì mình phải lưu ý cho các bạn phải update lên những cái phiên bản mới nhất. Những phiên bản cũ thì không được auto này đâu. Thậm chí các bạn còn không thể nhìn được phần explicit broadcaster này cơ. Rồi, thì đây là những cái phần hướng dẫn nhanh để các bạn có thể sử dụng được. Và vừa rồi các bạn đã có thể thấy được cái quá trình setting của mình và mình hướng dẫn cho các bạn. Thông thường thì nếu như mình không tính cái phần tải xuống nhá, các bạn setting chỉ mất chưa tới 5 phút là các bạn đã có thể setting được rồi. Và sau khi setting xong, mọi thứ sẽ hoạt động gần như là auto luôn. Qua phần mềm Zoom với Skype các bạn thấy auto luôn. Mình thật sự mình còn hơi ngạc nhiên ấy. Và đấy cũng là một trong lý do chính mình lựa chọn hai mẫu cam tới từ iMo cũng như là Dahua. Đó chính là hai cái mẫu cam này được quản lý qua phần mềm, các bạn setup rất nhanh và cái tính tiện dụng của hai mẫu cam này cũng rất cao nữa. Đằng sau có loa nhá, tức là chúng ta có thể nói được hai chiều, chúng ta có thể sử dụng mic luôn, các bạn không phải mua mic rời. Vậy bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tính giá đi. Một mẫu NLC chưa tính RAM và SSD sẽ rơi vào khoảng chừng 3.200.000 đồng. Nếu như mình tính thêm cả RAM SSD nữa thì cứ gọi tròn như là 4 triệu đồng. Hai cái mẫu cam mình đang có ở đây, mức giá phải nói là cực kỳ rẻ mà cái tính năng lại cực kỳ cao. 400.000 đồng cho mẫu camera rẻ nhất, hơn 400.000 một chút, cho tới 600.000 đồng cho mẫu camera 360 độ. Tức là một mẫu combo này khi mình gộp hai cái sản phẩm này với nhau sẽ mức giá khoảng loanh quanh 5 triệu đồng hoặc thậm chí là chưa tới 5 triệu đồng mà chúng ta đã có thể phục vụ nhu cầu học tập online, họp trực tuyến online và có thể sử dụng được mẫu webcam để cho những mục đích cần thiết. Và khi các bạn đã sử dụng xong những cái sản phẩm đây là thay cho webcam ấy, khi các bạn đã sử dụng xong rồi thì các bạn có thể mang ra để sử dụng để cho gọi là bảo mật cho nhà. Các bạn có thể treo lên tường này, gọi là tăng cái mức độ an ninh của nhà các bạn lên. Các bạn đi ra ngoài các bạn vẫn có thể xem được ở bên trong nhà sẽ hoạt động ra sao. Thì đấy, chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn nếu như chúng ta mua riêng webcam và sang sản phẩm LC sử dụng học tập và làm việc xong. Nếu chúng ta không sử dụng học tập và làm việc nữa, mang ra ngoài phòng khách để lên TV và biến được mẫu TV thông thường trở thành một chiếc Smart TV. Má, bây giờ nhà ai chả như vậy. Vậy thì đường link của cả sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cũng như phần comment video để các bạn có thể click vào để xem và chọn mua. Hẹn lại các bạn ở trong video hướng dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.